Không chỉ mỗi hồ chỉ còn một trụ, mà sau khi sắp xếp lại, sáo đã bị thu hẹp lại, dài chỉ còn 350 m và rộng chỉ còn 150 m. Nhờ môi trường nước được cải thiện và hệ thống nò sáo được sắp đặt khoa học hơn, nên cuộc sống của ngư dân trên thực tế đã được cải thiện. Trước đây chưa sắp xếp á, là môi trường đầm phá là rất là ô nhiễm. Nói chung là hàng năm là cái lượng mà chất thải của các hồ tôm hoặc là cảng bã là rất là ô nhiễm. Sau khi mà được sắp xếp nó xả đi trừ 2/7 đến 2/8 và trọng điểm nhất là 2/9, thì từ khi được cái luồng lạch thông thoáng từ Vân Hiền lên thì cái môi trường là rất thông thoáng, là các nghề đánh bắt khai thác thủy sản là thu nhập là một cấp hai, nhưng mà cái đặc sản là về cái giá trị của loài tôm cá là bán cũng ra là cũng một cấp hai giống như trước, nhưng mà rất tuyệt vời là có thêm là các loài là giống như là cà dìa, cà nâu hoặc là cà tràng hoặc là cua, cá ghẹ, các thứ là sinh sản ra rất nhiều. Từ chỗ đó là chúng tôi là vận động dân là nên bảo vệ môi trường, nhưng mà đối với giúp đỡ cho nghề nuôi tôm, trước đây nghề nuôi tôm là hay bị gặp á, là cái môi trường nhiễm bệnh, nhưng sau khi sắp xếp nó sáo luôn là rất thông thoáng, từ chỗ đó nghề nuôi tôm á, cũng được á, là thu nhập rất cao. Chính nhờ tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng ngư dân, nên chỉ trong thời gian ngắn, Phú Lộc đã giải tỏa được 242 trụ nò sáo. Trước đây, sáo thường được đặt sát bờ hoặc ở những khu vực thuộc về bãi giống, bãi đẻ. Mặc dù nhà nước chỉ hỗ trợ mỗi trụ 1 triệu đồng, trong khi thực tế chi phí cho giải tỏa thì lên tới 5 triệu đồng, nhưng họ không hề khiếu kiện. Trước hết có thể khẳng định là việc sắp xếp lại hệ thống nò sáo trên đầu đầm Cao Hoai đấy là đã được tạo được một sự đồng thuận rất cao từ phía người dân ở sống ở đầm này, sống ven đầm, và đã tạo sự đồng thuận cả một cái hệ thống chính trị. Trong giai đoạn 1 thì chúng tôi đã giải tỏa 242 trụ nò sáo, định vị lại 707 trụ. Một cái điều đáng mừng là trong quá trình sắp xếp giai đoạn 1 thì chúng tôi chưa nhận được một cái đơn thư khiếu nại nào từ phía người dân. Đây là một cái điều mà chúng tôi thấy là một cái thành công lớn, bởi vì cũng sau nhiều lần sắp xếp giải tỏa theo đề án nhưng mà chưa được, nhưng mà trong thời gian vừa rồi chúng tôi làm tốt. Trong kế hoạch của năm giai đoạn 2 đấy thì phát huy những cái kết quả đạt được của giai đoạn 1 thì giai đoạn 2 chúng tôi sắp xếp lại còn một nửa. Thay vì 707 trụ thì bây giờ còn lại 353 trụ. Đây là một cái việc mà cũng hết sức khó khăn. Sau khi sắp xếp lại nò sáo, huyện Phú Lộc đã thành lập các chi hội nghề cá, đồng thời tổ chức thí điểm việc trao quyền khai thác mặt nước cho người dân. Vùng này là vùng đầm La Hồng. Nói chung là nối giáp á, là từ đống là nối từ Vinh Hiền lên. Vùng này là kéo dài là chiều ngang là 200 m và chiều dài là 2.500 m. Vùng này sau khi được nhà nước cấp quyền là chúng tôi thống nhất chọn vùng này á, là để làm bể dục bể đê, là để là mục đích là khơi thông là luồng lạch, thứ hai nữa là mục đích là để là bảo vệ cái nguồn sinh thái, là bảo vệ nguồn lợi thủy sản để cho sự sinh tồn sau này. Nhờ được trao quyền nên họ có trách nhiệm hơn trong việc quản lý. Ngoài quy định những nơi cấm đánh bắt, các chi hội nghề cá còn khuyến khích hội viên chuyển sang các hình thức nuôi và khai thác khác theo hướng nâng cao giá trị thương phẩm. Qua 2 năm thực hiện chương trình sắp xếp lại nò sáo đầm Cao Hoai, phải nói rằng là cái vai trò mặt trận và các đoàn thể của huyện đến cơ sở làm rất là tốt. Chúng tôi thấy rằng bước đầu thực hiện vào năm 2007 thì làm điểm ở Lục Điền, thì mặt trận và các đoàn thể cũng vào cuộc, nhưng mà từ đó là cái công tác tuyên truyền, giáo dục, giải thích, động viên thì bà con có một số thì nhận thức là chưa được đầy đủ, cho nên khi thực hiện cái chương trình dự án này thì bà con có cái vấn đề là băn khoăn lo lắng. Cá biệt một số thì không chỉ chấp hành cái chủ trương này. Sau khi chúng tôi rút cái kinh nghiệm, lần này phải làm thế nào tăng cường cái vai trò của mặt trận và các đoàn thể vào để vận động, giải thích, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu rõ về cái vùng kinh tế đầm phá Cao Hoai, nhằm mục đích bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản và phát triển cái vùng kinh tế đầm Cao Hoai một cách bền vững. Do đó mà bà con đã nhận thức đầy đủ và đã thực hiện một cách rất là tốt. Với 707 trụ nò sáo đã được sắp xếp lại, Phú Lộc đã tạo được chuyển biến mới trong nhận thức của người dân, và đây sẽ là tiền đề quan trọng
để chuẩn bị triển khai đề án kinh tế tổng hợp vùng Tam Giang Cầu 2 đang được các bộ ngành trung ương đề trình Thủ tướng phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế tổng hợp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái nhằm phát huy thế mạnh tài nguyên nguồn nước lợ và cảnh quan mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Phú Lộc.